Ok rồi, viết câu đáp án câu số 2 lúc nãy của con lên. 15 là số. Write your answer on the lines. Biết sao đáp án câu số 2 chưa con? Câu số 2 con đúng Number rồi. 2. Lúc nãy thì Con mình nghe được từ gì? Từ 15. 15 15, đúng rồi, viết vào. Con không biết nha, tí nữa mình kiểm tra đáp án sau. 15.15, write your answer. Không tìm thấy được số 15 hay sao vậy con? sắp xong rồi. Ôi trời. Cái này có phải là 15 nữa không? Cái Đây này là mấy là con tỷ tỷ luôn rồi. Ok, let's check my answer. Với đây thì là hết giờ rồi. Mình sẽ kiểm tra câu 1 và câu 2 ha. Câu 3, 4, 5. bạch bạch 3, 4, 5 hôm sau mình nghe nữa. Nhưng mà về nhà nhớ làm bài tập về nhà cô gửi ha. Cô sẽ gửi bài tập về nhà cho con. Rồi, kiểm tra thử đúng không nào. Number 1 is right or wrong. Đúng hay sai? À, right. Number 1 is right. It's correct. Okay, number 2 is correct or incorrect? Đấy, Ah, good. Okay, that's all. Goodbye, see you next week. con đúng. Bye, bye.